Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật những thông tin về xung đột tại Ukraine cũng như tình hình giải Gaza ngày hôm nay và bàn cờ quân sự trên thế giới. Tình hình xung đột tại giải Gaza, chúng ta cũng thấy là trong ngày 17 và 18 tháng 10 thì lực lượng Israel đã có một cuộc tấn công chủ đích vào giải Gaza, vào khu vực đó là bệnh viện, và khiến cho hơn 500 người thường dân là phụ nữ và trẻ em ở tại khu bệnh viện đấy bị chết. Đó là một thảm họa nhân đạo thực sự đến từ chính quyền Israel, bị Liên Hợp Quốc lên án, thế giới lên án, Nga lên án. Đó là một hành động phi nhân đạo và vụ tấn công có chủ đích đến từ lực lượng Israel. Qua đây chúng ta mới thấy lực lượng Hamas khi tấn công Israel làm tổn thất dân thường thì Mỹ cùng đồng minh và cả cả thế giới đều lên án và coi Hamas là một lực lượng khủng bố cực đoan. Nhưng người ta ủng hộ cho cái sự tự vệ của lực lượng Israel không đồng nghĩa với việc Israel được quyền mang cái hành động của Hamas ra để biện minh cho hành động vô nhân đạo của mình, vô nhân tính của mình. Họ đáp trả vượt qua mức tự vệ bằng cách là tấn công trực tiếp vào dân thường, gây thiệt hại tới sinh mạng của phụ nữ và trẻ em. Số lượng thương vong ở tại giải Gaza ngày hôm nay nó đã vượt quá 15.000 người. Riêng về người đăng xuất, về con số thống kê chưa cụ thể, đã lên tới 3.000 người rồi. 3.000 người đăng xuất. Nhưng Hoa Kỳ vẫn cứ ủng hộ cho Israel. Trước những ngày tức là ủng hộ cho Israel về những hành động trên giải Gaza ngày hôm nay. Vậy là động thái của Mỹ và đồng minh là kiên quyết đè bẹp tất cả các dân tộc, đi ngược lại quyền lợi của Hoa Kỳ và quyền lợi của đồng minh. Đó là cách thức mà Hoa Kỳ đang xử trí về ngoại giao trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm nay Israel còn cho biết thêm về những điều sau: hãy gửi hàng trăm tấn thuốc nổ tới giải Gaza. Họ tiếp tục muốn hủy diệt giải Gaza mà không quan tâm tới mạng sống của dân thường nơi đây. Bộ trưởng An ninh Quốc gia của Israel nói rằng là khi phong trào Hamas của Palestine còn chưa thả con tin thì thứ duy nhất cần được gửi đến Gaza là hàng trăm tấn thuốc nổ chứ không phải là viện trợ nhân đạo. Họ sẵn sàng lấy cái cớ là hủy diệt Hamas bằng cách là hủy diệt nhân dân Palestine. Với những hành động cực đoan, dã man, tàn bạo thì chính quyền Israel xứng đáng được mệnh danh là một chính quyền diệt chủng. Và kẻ tiếp tay cho chính quyền diệt chủng không ai khác chính là Liên minh Anh-Mỹ. Cho đến khi nào mà Hamas thả các con tin mà họ nắm giữ thì thứ duy nhất cần được gửi đến Gaza là hàng trăm tấn thuốc nổ từ lực lượng không quân chứ không phải là viện trợ nhân đạo dù chỉ là 1 gram. Đây là tuyên bố của các giới lãnh đạo của Israel. Vậy thì đến một ngày Israel bị tấn công bởi lực lượng Iran và lực lượng Hezbollah thì thế giới này có muốn hỗ trợ nhân dân Israel hay không? Về tuyên bố lại thì nhân dân Israel hãy tự biết suy ngẫm tại sao dân tộc Do Thái lại sản sinh ra những người lãnh đạo làm tay sai toàn diện đi theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Đó là chủ nghĩa cực đoan, nó tương đương với lại chủ nghĩa phát xít ấy. Mà bản chất của nó là chủ nghĩa phát xít. Và hành động của lực lượng Israel ngày hôm nay vào dân thường trên giải Gaza, nó chính là hành động phát xít. Còn cái việc Israel tiêu diệt lực lượng Hamas, thế giới không lên án. Nhưng khi tấn công vào dân thường không thương tiếc và thậm chí là ngăn chặn việc viện trợ nhân đạo thì nó chính là hành động phát xít, hành động diệt chủng mà. Thông điệp này được công bố ngay sau khi những thông tin đầu tiên về cuộc tấn công vào bệnh viện ở tại giải Gaza, vụ việc mà theo Bộ Y tế khu vực này đã khiến hơn 500 người thiệt mạng. Đây chính là những tuyên bố của những người theo chủ nghĩa cực đoan phục quốc của Do Thái, và nó chính là chủ nghĩa phát xít.
Tội ác chiến tranh đang diễn ra trên dải Gaza. Liên minh Anh Mỹ là người chịu trách nhiệm trực tiếp. Hoa Kỳ còn đang muốn đổ bộ quân đội lên để chiến đấu cùng Israel. Còn đại sứ Antonov nói, Mỹ thực hiện đường lối để NATO xung đột trực tiếp với Liên bang Nga. Hoa Kỳ vẫn chưa dừng lại việc leo thang xung đột ở Đông Âu. Chưa dừng lại về cái hành động viện trợ vũ khí sát thương quy mô lớn hơn cho Ukraine. Hoa Kỳ không muốn NATO xung đột trực tiếp với lại Liên bang Nga là điều nhiên, nhưng muốn thêm một vài quốc gia nữa trực tiếp trong cuộc chiến ở tại Ukraine. Hoa Kỳ muốn điều đó, nhưng không muốn kích hoạt điều năm. Liên quan đến việc chuyển giao tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS cho Ukraine, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Antonov nói rằng Mỹ đang thực hiện đường lối cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương và đi đến đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga. Washington luôn theo đuổi chính sách cắt giảm hoàn toàn quan hệ song phương và thực hiện chính sách thù địch toàn diện. Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo chính quyền Hoa Kỳ không nên có những bước đi hấp tấp. Chúng tôi giải thích rằng việc bơm vũ khí cho chế độ Kiev phá hoại an ninh chiến lược và an ninh khu vực một cách nghiêm trọng, Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga. Nhà Trắng trước đó đã thừa nhận việc chuyển giao Ukraine tên lửa ATACMS phiên bản sửa đổi có tầm bắn khoảng 165 km cho Ukraine. Không món quà nào của Mỹ ảnh hưởng đến cán cân lực lượng ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Tất cả các nhiệm vụ của chiến dịch sẽ được hoàn thành. Hành động của Hoa Kỳ ngày hôm nay nó chỉ thể hiện là bản thân phương Tây tập thể đang trong quá trình dễ chết. Họ đã thất bại hoàn toàn trước Nga trên vũ đài quốc tế, từ tiếng nói, niềm tin, uy tín, từ sức mạnh quân sự cho đến mặt trận kinh tế và địa chính trị ngoại giao. Hoa Kỳ cố gắng để kiểm soát về logistics trên thế giới, cố gắng để kiểm soát dòng năng lượng trên thế giới, nhưng với sức của Hoa Kỳ và tầm ảnh hưởng Hoa Kỳ hiện tại sẽ không làm được điều đó. Trong khi phương Tây tập thể đang bất ổn, suy thoái, đang tìm mọi cách để đoàn kết lại tất cả đồng minh, thì ở tại phương Đông hiện tại đang diễn ra chương trình sự kiện là vành đai con đường diễn ra ở tại Trung Quốc. Trong cái sáng kiến vành đai con đường hiện tại, người ta muốn khai mở cái dòng vận chuyển logistics ở phương Bắc. Và nơi đây Nga đang là nơi ảnh hưởng lớn nhất và Nga đang là nơi khai thác lớn nhất. Nó giúp cho các tuyến đường vận chuyển Âu gần hơn rất nhiều so với cái tuyến đường vận chuyển cũ. Vậy thì âm mưu của Hoa Kỳ cũng muốn kiểm soát cái logistics huyết mạch ở Trung Đông, cũng không thể kìm chế phần còn lại của thế giới tăng cường phát triển mạnh mẽ và sâu rộng và thực hiện chiến dịch phi đô la hóa toàn diện trong giao thương về thương mại. Chúng ta đang gặp nguy hiểm ở tại Ukraine. Ở Mỹ lo ngại thảm họa có thể xảy ra do Ukraine. Không phải lo ngại mà nó đang cận kề bên thảm họa. Hoa Kỳ đang bên thảm họa. Tình hình Ukraine ngày càng trở nên nguy hiểm trước nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Nga. Quan điểm này được cựu cố vấn người đứng đầu Đông Góc bày tỏ với lại báo chí. Càng ngày tình hình ở Ukraine càng trở nên nguy hiểm. Nó càng trở nên nguy hiểm hơn đơn giản vì khả năng NATO đối đầu với Nga cần tiếp tục đó là tồn tại. Chừng nào khả năng này còn tồn tại, chúng ta ở Mỹ và châu Âu còn đang đối mặt với nguy hiểm và sự hủy diệt toàn diện. Động thái Hoa Kỳ gửi tên lửa tầm xa ATACMS, nó đã vượt qua một loạt các lằn ranh đỏ với Liên bang Nga rồi. Có lẽ chỉ còn thiếu duy nhất là quyết định đổ bộ quân đội vào cùng với tên lửa hạt nhân chiến thuật nữa, là thế chiến thứ ba xảy ra thôi. Không còn cái gì mà Hoa Kỳ không chuyển ra cho Ukraine nữa. Ông cảnh báo rằng là sự bất ổn ở Trung Đông cũng có thể gây ra rủi ro cho tình hình toàn cầu. Tình hình đang trở nên nguy hiểm hơn so với điều mà nhiều người Mỹ có thể tưởng tượng. Trong tháng này, người đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân của Mỹ sắp mãn nhiệm, vị tướng Milley cho biết là khả năng xảy ra đụng độ giữa Nga và Mỹ sẽ tăng lên
nếu Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột ở tại Ukraine. Trước đó, Tổng thống Putin nói rằng là Nga không muốn xung đột quân sự trực tiếp với NATO, nhưng nếu ai đó muốn điều này thì Moscow sẵn sàng. Liên bang Nga chưa bao giờ có khái niệm bị phương Tây đó là trấn áp, vì đây là quyền lợi sống còn, vận mệnh của đất nước Nga, dân tộc Nga. Khi mà mở ra mặt trận trên dải Gaza, người ta đã thấy sự thất bại của Hoa Kỳ rồi. Nó chỉ là một âm mưu đơn thuần mà ai cũng biết, là sự hiện diện quay trở lại của lực lượng quân đội Mỹ ở nơi đây nhằm kiểm soát toàn bộ dòng logistics cũng như là năng lượng ở vùng Trung Đông để cứu vãn cho vị thế đồng đô la thôi. Nhưng làm sao cứu vãn được khi mà thế giới đã hoàn toàn thay đổi, bởi đây là thế kỷ 21. Người ta đang tin tưởng vào con đường mà Liên bang Nga đang đi, mang lại hòa bình cho thế giới, cho nhân loại. Trong khi đó, ông Tập Cận Bình tuyên bố là chính sách phe khối là không thể chấp nhận được. Hoa Kỳ thì thực hiện theo chính sách là phe và khối, xong luôn cho mình là những công dân thượng đẳng, là những người mà đi khai hoang những nơi khác. Và đến ngày hôm nay thì người ta mới thấy chính phương Tây tập thể mới là những khu rừng rộng thật sự. Trung Quốc không chấp nhận chính sách phe khối và phản đối việc đơn phương áp dụng các biện pháp trừng phạt, Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình tuyên bố khi phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai Con đường lần thứ 3 ở tại Bắc Kinh. Chúng tôi không tham gia vào cuộc đối đầu ý thức hệ này, các trò chơi địa chính trị hoặc là đối kháng chính trị phe khối. Chúng tôi phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, ép buộc kinh tế và cắt đứt quan hệ, nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố. Ông Tập Bình cũng nói rằng là Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại chính của hơn 140 quốc gia và khu vực, cũng như là đang trở thành nguồn đầu tư chủ yếu đối với phần lớn các nước. Chúng tôi không theo đuổi hiện đại hóa cục bộ riêng cho Trung Quốc, mà chúng tôi hy vọng thực hiện công cuộc hiện đại hóa cùng với nhiều nước đang phát triển, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chia sẻ. Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc thì hiện đại hóa toàn cầu phải là hiện đại hóa công cuộc phát triển hòa bình, hiện đại hóa hợp tác cùng có lợi và hiện đại hóa sự thịnh vượng chung. Hoa Kỳ đâu có muốn điều này, cho nên tìm mọi cách là phải bôi nhọ giới lãnh đạo Trung Quốc, bôi nhọ giới lãnh đạo Nga và bôi nhọ thần tượng của những quốc gia khác, tự mình lật lại lịch sử, viết lại lịch sử, xuyên tạc bịa đặt để tô vẽ cho cái nền dân chủ nồi cơm heo, tô vẽ cho những hành động của Hoa Kỳ đi giết người trên toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác sâu rộng trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường với tất cả các bên, thúc đẩy hợp tác xây dựng một vành đai một con đường tiến tới giai đoạn phát triển mới có chất lượng cao và tập trung nỗ lực không mệt mỏi để thực hiện công cuộc hiện đại hóa tất cả các nước trên thế giới này. Trong chiến dịch Vành đai Con đường hiện tại, như Vũ Quang đã bình luận ở những video trước, đây sẽ là một cú hích tiếp theo để thúc đẩy sâu rộng quá trình phi đô la hóa. Hoa Kỳ càng nỗ lực cố gắng để thực hiện chính sách ngoại giao cực đoan áp đặt thì càng dễ dàng để làm sụp đổ nhanh hơn cho đồng đô la của mình. Sự cứu vãn thông qua con đường, thông qua cái nước cờ sách vớt ở tại dải Gaza ấy, nó không giúp ích được cho Hoa Kỳ, mà nó chỉ khiến cho Hoa Kỳ cùng đồng minh gia tăng thêm gánh nặng và gặp nhiều khó khăn hơn trên vũ đài quốc tế trong việc giải quyết cạnh tranh địa chính trị với Nga và Trung, chứ không có lợi cho nước Mỹ. Còn Tổng thống Putin ấy, Nga và Trung Quốc sẽ chia sẻ mong muốn hợp tác cùng có lợi với các bên. Nga và Trung Quốc chia sẻ mong muốn hợp tác bình đẳng cùng có lợi để đạt được tiến bộ lâu dài về kinh tế và phúc lợi xã hội, đồng thời tôn trọng quyền của mỗi quốc gia có mô hình phát triển riêng của mình. Tổng thống Nga Putin cho biết trong bài phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai Con đường ở Trung Quốc: chúng tôi đã nhiều lần lưu ý rằng Nga và Trung Quốc cũng như phần lớn các quốc gia trên thế giới cũng chia sẻ mong muốn hợp tác bình đẳng cùng có lợi để đạt được sự bền vững chung và tiến bộ lâu dài về kinh tế và phúc lợi xã hội,
đồng thời tôn trọng sự đa dạng của các nền văn minh và quyền của mỗi một quốc gia có mô hình phát triển của riêng mình, Tổng thống Putin nói. Tổng thống Nga Putin chúc Trung Quốc để tiếp tục đạt nhiều thành tích trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển, đồng thời nhận xét rằng Trung Quốc làm được những việc mà trước đó khó có thể hình dung. Mỗi chúng ta khi mà bắt đầu một công việc lớn lao, một công lao nào đó, chắc hẳn ấy, đều mong đợi nó sẽ thành công này. Nhưng dĩ nhiên với tầm cỡ toàn cầu như Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã khởi xướng 10 năm trước khi có thể nói rằng là khó có thể hình dung mọi việc sẽ có kết quả. Vậy mà các bạn Trung Quốc của chúng tôi đã làm được điều đó trong dự án Vành đai Con đường. Hoa Kỳ đã muốn cái dự án Vành đai Con đường chết trong trứng nước, nhưng đến ngày hôm nay thì Hoa Kỳ đã không ngăn cản được nó. Khi mà cái Vành đai Con đường nó hình thành thì chúng ta cũng thấy rằng liên minh của Mỹ, đầu tiên phải nói tới về kinh tế, sẽ bị suy yếu trầm trọng. Vị thế đồng đô la bị mất, euro bị mất, không còn có cơ hội để mà cưỡng chế thị trường với các quốc gia dân tộc khác trên thế giới. Khi mà kinh tế bị suy giảm thì địa anh chị ngoại giao cũng suy giảm. Khi địa anh chị ngoại giao suy giảm thì liên minh quân sự cũng suy yếu. Đó là bộ ba quan trọng cho một siêu cường. Chúng tôi rất vui mừng để trước những thành công đó, bởi vì điều này liên quan đến rất nhiều người trong chúng tôi, Tổng thống Nga chia sẻ. Sáng kiến một vành đai một con đường phù hợp với các ý tưởng của Nga về lục địa Âu. Sáng kiến một vành đai một con đường được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản như vậy, phù hợp với những tiến trình hội nhập đang phát triển ở các khu vực khác nhau. Nó cũng phù hợp với những ý tưởng của Nga về việc tạo ra một vành đai hội nhập như vậy, nơi tự do thương mại, đầu tư và lao động hoàn toàn được bảo đảm, nơi hình thành cơ sở hạ tầng kết nối với nhau, ông Putin chia sẻ. Sáng kiến này phù hợp với đề xuất của chúng tôi mà mọi người đều biết về việc hình thành một không gian Á-Âu rộng lớn với vai trò là một trong không gian hợp tác và phối hợp thành công giữa những nước có cùng chí hướng, nơi các tiến trình hội nhập rất khác nhau cùng gắn kết. Đó là sáng kiến một vành đai một con đường, tổ chức hợp tác Thượng Hải, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga đã thành lập hợp tác phát triển với các đối tác trong không gian hậu Xô Viết. Tổng thống Putin nói thêm để lưu ý rằng Nga và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận về phát triển phối hợp song phương giữa ASEAN, giữa EAEU và chương trình một vành đai một con đường. Đây là một trong dự án sẽ găm vào Hoa Kỳ về vành đai con đường của nước Mỹ ở cực phía nam bán cầu và chặn đứng con đường bành trướng cho vị thế đồng đô la và làm suy yếu về liên minh quân sự của Mỹ ở trên toàn cầu. Nga và Trung đoàn kết mở ra một thế giới đa cực toàn diện, chấm dứt tính chất bành trướng của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Putin Nga mời các nước hợp tác ở tuyến đường biển phương Bắc. Đây là tuyến đường khi được khai thác thành công, nó sẽ giúp cho vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, giá về logistics rẻ hơn, thuận tiện giao thương phát triển kinh tế nhanh hơn. Nga mời các nước quan tâm cung cấp hợp tác phát triển tuyến đường biển phương Bắc ấy. Tổng thống Nga Putin cho biết, đối với tuyến đường biển phương Bắc, Nga không chỉ đề nghị các đối tác tích cực sử dụng tiềm lực trung chuyển của mình. Tôi xin nói thêm là chúng tôi mời các quốc gia quan tâm tham gia trực tiếp vào việc phát triển tuyến đường đó. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp hệ thống truyền tải điện, thông tin liên lạc và cung ứng trong điều kiện băng giá, Tổng thống Putin cho biết trong bài phát biểu tại diễn đàn Vành đai Con đường Trung Quốc. Ông lưu ý rằng là bắt đầu từ năm sau, việc điều hướng các tàu chở hàng lớp băng theo toàn bộ tuyến đường biển được ở phương Bắc sẽ được tiến hành đó là quanh năm. Hoa Kỳ đã bị mất tầm ảnh hưởng ở Bắc Cực khi mà Nga đang có tầm ảnh hưởng và xây dựng thành công đến đây. Ngày hôm nay Hoa Kỳ đang muốn mở rộng thành viên NATO để cạnh tranh với Nga ở tại Bắc Cực. Nhưng lúc mà Hoa Kỳ đặt chân tới thì mọi thứ đã an bài.
Bộ Ngoại giao của Nga cũng chỉ trích một cái nghị quyết, đó là BAC thông qua liên quan đến Moscow. Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ra ngôn vai gọi nghị quyết được Hội nghị viện của Ủy ban châu Âu, đó là BACE, thông qua là bài Nga và không có hiệu lực pháp lý đối với phía Nga. Trong ngày 13 tháng 10, hội nghị này đã thông qua nghị quyết nghiên cứu tính hợp pháp của ngoại lệ dành cho cá nhân tổng thống đương nhiệm Liên bang Nga và giới hạn nhiệm kỳ, theo câu trả lời của bà Zakova trước các câu hỏi truyền thông được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Tham gia bỏ phiếu 43 thành viên của Hội đồng Nghị viện chiếm được đến 15% danh sách. Tài liệu chính trị hóa này được đưa ra ở cơ sở là cơ sở kết luận của một ủy ban Hội đồng châu Âu, được nêu trong kết luận sơ bộ ngày 23 tháng 3 năm 2021 về các sửa đổi hiến pháp liên bang Nga, với mục tiêu không muốn cho Tổng thống Putin tiếp tục làm nhà lãnh đạo. Không thể có được tính khách quan này. Làm sao có thể trông đợi tính khách quan từ phía những người coi Ukraine ngày nay là một nước dân chủ, hay từ phía những người ủng hộ ông Zelensky sau cuộc gặp gần đây của ông với một tên tội phạm Đức Quốc xã tại Quốc hội Canada? Rõ ràng tổ chức tuân thủ logic xấu xa của tiêu chuẩn kép, bà Zakharova nói. Theo quan điểm của bà thì các tài liệu bài Nga được thông qua ấy, cho thấy sự xuống cấp liên tục của Hội đồng châu Âu và toàn bộ giai cấp chính trị ở các quốc gia thuộc phương Tây. Việc nhồi nhét như vậy là một phần của cuộc chiến thông tin giữa Washington và Brussels, một yếu tố can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước chúng tôi bởi các quốc gia không thân thiện đối với chúng tôi. Những tài liệu này không có hiệu lực pháp lý, hoặc nói một cách đơn giản là quá tùy tiện, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh. Mối lo sợ nhất của phương Tây tập thể và Hoa Kỳ ngày hôm nay chính là khi ngài Putin vẫn còn tiếp tục lãnh đạo. Mối lo sợ nhất, không có gì sợ hơn, khi mà ngài Putin tiếp tục còn lãnh đạo thì cái chủ trương bành trướng của Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thành công, mọi thứ đều trở nên thất bại. Gấu Nga nó trỗi dậy và kết thúc thời kỳ ngủ đông, thì trò chơi cực đoan của Hoa Kỳ và tất cả những cùng với tất cả những đồng minh của Hoa Kỳ không đủ sức mạnh để gây dựng sự ảnh hưởng. Thời gian ngủ đông của gấu Nga tương đối dài, kéo dài tới 20 năm này, không tính 10 năm đầu tiên của thế giới đơn cực trong thời kỳ chiến tranh lạnh. 20 năm gấu Nga đã làm nên một thế giới hiện đại bây giờ, tức là thay đổi thế giới hiện đại bây giờ, là xoay chuyển từ thế giới đơn cực sang một thế giới đa cực. Thời kỳ hòa bình của nhân loại đang phụ thuộc vào những quyết định mới đến từ Nga Trung cùng BRICS. Nhìn cái tiến trình thay đổi hiện tại của thế giới, đương nhiên Vẹn Vàng và Me Tây cùng với một phương Tây tập thể, họ hoàn toàn không ủng hộ và không thích thú chút nào. Chỉ có điều tầm ảnh hưởng của họ đã mất, sức mạnh của họ đã mất, thì mọi nỗ lực của họ cũng trở nên thất bại chứ không thể thành công được. Muốn hay không muốn thì thế giới đơn cực cũng sẽ kết thúc và thế giới đa cực sẽ mở ra. Còn cái thảm họa nhân đạo vẫn đang đón chờ tại Trung Đông, rất có thể là mở rộng ra bên ngoài. Còn hành động của Israel và Hoa Kỳ ngày hôm nay, nó đã trực tiếp trở thành một hành động của những tổ chức diệt chủng, tổ chức phát xít toàn diện rồi. Nó y chang như câu chính quyền Ukraine ngày hôm nay, không khác cái gì cả. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và các bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.